U23 Việt Nam đã đạt thành công lớn khi trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền tham dự giải U23 châu Á 2024, không tính chủ nhà Qatar. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Xie đã có chiến tích ấn tượng khi thắng cả hai trận đấu với U23 Guam và U23 Yemen. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đang phải chờ kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Ấn Độ để biết liệu họ có được vé vào vòng chung kết hay không. Sự thành công của U23 Việt Nam đã đánh dấu một chặng đường quan trọng trong lịch sử bóng đá của đất nước. Huấn luyện viên Chu Xie, người đã đảm nhận vai trò quản lý đội, đã đánh bại nhiều khó khăn để đưa đội tuyển đến vị trí này. Ông đã giúp đội U23 Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 và thậm chí có tham vọng đưa đội tuyển tham dự Olympic 2024. Trước đây, huấn luyện viên Chu Xie đã có một sự nghiệp huấn luyện khá đáng chú ý. Ông từng làm việc ở Trung Quốc và đã thử sức với việc dẫn dắt nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở đó. Tuy nhiên, thành tích của ông tại Trung Quốc không được như mong đợi, và ông đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và chỉ trích trong thời gian ấy. Mặc dù đã có thời gian đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn trong sự nghiệp huấn luyện viên Chu Xie đã tìm lại thành công và sự thừa nhận trong làm việc với bóng đá Việt Nam. Ông đã thay đổi lối chơi của đội U23 Việt Nam và giúp họ đạt được những thành tích đáng kể. Điều này đã tạo nên một sự kiện lịch sử cho U23 Việt Nam và là nguồn cảm hứng lớn cho người hâm mộ bóng đá trong nước.